Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trà Sữa Quy của mình. Trên tay mình đây là mình có một cái phôi được gọi là phôi đá mã não tự nhiên. Đấy. Khách hàng có đặt bên mình là mài một cái trụ lục giác đều và cân hai đầu nhọn. Thì mình đã lựa một viên đá theo yêu cầu khách hàng. Lát nữa đây thì mình sẽ mài cái trụ lục giác cho khách hàng xem, cũng như là mình ghi lại cái video để tất cả mọi người cùng xem nhé. Bạn nào có nhu cầu muốn thuê gia công hay mài trang sức từ đá tự nhiên làm đá phong thủy, các bạn có thể liên hệ bên mình. Vâng, thì mình sẽ vào công đoạn mài luôn nhé, để cho các bạn cùng xem. Đây nha, ta tiến hành, ta bên mình đang tiến hành mài các bạn này. Thì ta bên mình đang tiến hành mài các bạn nhé. Sản phẩm của mình là đều là được mài ra từ đá tự nhiên hết. Được rồi, thì đây là cái thành phẩm sau khi là bên mình làm ra các bạn nhé. Các bạn nhìn bề mặt bên mình đánh mài nó rất chi là bóng này. Cái thứ nhất là do bên mình là mài ra từ đá mã não tự nhiên, và thứ hai là bên mình là mài thủ công nên cái sản phẩm bên mình nó mài ra nó có độ bóng, độ mướt rất cao nên là đeo cảm giác nó rất chi là sang và đẹp. Đấy. Các bạn có thể chiêm ngưỡng cái sản phẩm bên mình nhé. Hôm nay là trời gió to nên là mình quay video nó hơi bị lắc. Đấy. Bạn nào có nhu cầu mà muốn mài hay là làm trang sức từ đá tự nhiên, đá phong thủy hợp mệnh theo yêu cầu, các bạn có thể liên hệ bên mình nhé. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.